cho con luôn là 500 triệu, 500 triệu, khoảng 400-500 triệu, con không nhớ lúc đó bao nhiêu, là cho luôn. Là lúc đó là không có nghĩ đến màn đám cưới gì hết. Ngày mà ảnh mà đi bắt đầu chuẩn bị bắt đầu là đi chồng tiền xe là con móc hết trong đó ra luôn là 300 anh. Là bao nhiêu? Bao nhiêu Việt Nam? 600 triệu. Là con tặng cho ảnh, tặng tay hết luôn. Cái thứ mà con tìm mãi không bao giờ quên đó chính là biết mình đã có con, đúng không? Đó, cái cảm giác, cái cảm giác mà một người phụ nữ mà không có con á, nó bất lực lắm, buồn đến mức độ mà anh cầm cái đồ nghề đó, anh nói là ngày hôm nay là ngày kết thúc, anh không có còn dùng tới lúc nữa. Cái cô bất lực á, có biết rồi. Hai xin chào. Chào chào em. Konnichiwa. Konnichiwa. Dễ thương quá. Em bé tên gì vậy? Dạ bé này là Tiểu Bối. Chú Phước Thận cho được đúng rồi đó, không cưng quá. Thôi được, cô Hồng Vân không lấy biếu của cô Hồng Vân với chú Phước Thận rồi. Hai xin mời. Dạ, xin chào bác Phước Thận nha. Xin chào hai vợ chồng nha. Ảnh thì biết nói tiếng Việt không? Dạ anh có biết nói, có thể một chút, có thể một chút. Bây giờ chắc mời anh giới thiệu về mình. Tôi tên là Teruhito. Teruhito hay Teruhito? Teruhito. Anh Rư bao nhiêu tuổi rồi? Teru 47 tuổi. 47 tuổi. Teru công việc là gì? Việc của Teru là kỹ sư. Là việc kỹ sư của, việc của Teru là kỹ sư. Kỹ sư. Rồi giờ tới tới em đó. Em tên là Lê Thị Đức Nhân. Em sinh năm 1995. Dạ, quê em ở Nha Trang. Nhân hình như là bà Nhân là Vlog một cái đó, kênh rất nổi tiếng. Bà Nhân Vlog. Bà Nhân Vlog đó. Dạ. Nhân đây thì em có thể chia sẻ một chút xíu về cái công việc trên Vlog của em. Đúng để rồi, cho khán giả được biết thêm. Dạ, cơ duyên mà em đến được cái tên Bà Nhân Vlog á là nó cũng là một cái sự tình cờ. Là một ngày em bị bỏng ở bên Nhật á, cái em buồn quá, mắt em lúc đó nó bị kiểu là bị băng bó, không có nhìn thấy đường. Cái mà em thấy được có một con mắt thôi, cái em ngồi em lướt TikTok. Mà cái lúc đó 4-5 về trước thì TikTok nó không có nhiều người làm nội dung như bây giờ. Thì em mới thấy hay quá ta, sao tại sao người ta lại làm được như vậy. Thì em mới làm video về một trái dưa chuột bị con quả bên Nhật nó ăn cắp. Em trồng tới đâu là quả nó ăn cắp tới đó, em tức quá đi. Cái em mới nói là công an bây giờ báo chính quyền nó tới nó ăn cắp cái trái dưa leo của nhà em. Thế là video được lên xu hướng. Xong rồi cái em mới quay về anh Teru. Tại vì anh chồng em là anh thích ăn mắm. Xong em quay Teru thích ăn mắm. Xong rồi em mới quay về ảnh. Rồi bắt đầu cái em thích nấu ăn nữa, cái em quay về nấu ăn. Cái video tự cứ lên xu hướng thôi. Tại sao lại lấy là bà Nhân? Thì mà không lấy là bé Nhân. Kiểu như ở quê con thường hay kêu là bà Nhân ơi, bà Nhân lấy ra tôi cái này coi. Bè với tôi á. Bè tôi á. Tôi với bè. Rồi bây giờ kể cho chương trình nghe. Dạ. Không biết làm sao mà trai Nhật mà lại gặp cô gái ở Nha Trang. Sao mà Teru gặp được vợ? Teru Việt ở Việt Nam. Làm việc ở Việt Nam. Làm việc ở Việt Nam. Rồi. Teru tóc bỏ ở Việt Nam. Gặp Teru thấy vợ đẹp không? Đẹp. Đẹp. Hai vợ chồng con á là cũng một cái cơ duyên. Thì con là người đầu tiên gặp anh Teru thì con thấy Teru rất là trắng. Thì cái con mới nói chứ người gì đâu mà trắng quá gì trời. Thế là cái anh mà đi phiên dịch á, anh dịch lại thì cái anh phiên dịch đó cũng là quen biết với con. Xong anh mới dịch lại, thế là kêu là bây giờ đổi số phone với nhau không. Thì bắt đầu con với ảnh mới đổi số phone thì... Rồi tiếp cận sao? Nói dạ, chuyện con chủ động rồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện xong rồi anh... Nói bằng tiếng gì? Con tiếng Nhật. Con phiên dịch. Không, con Google dịch luôn. Nhưng mà con cũng biết tiếng Anh, tiếng Bồi một chút. Rồi. Tại ngày xưa con đi bán đầu phộng dạo. Con biết tiếng Bồi, tiếng Anh con một chút. Là lúc đó là công việc của bà Nhân là bán đồ phộng dạo. Dạ không phải, ngày xưa cái thời mà con 8 tuổi, 8-9 tuổi là con đi bán đồ phộng dạo rồi. Bán đồ phộng mấy giấy số. Rồi làm kiểu những công việc mà ngoài đường á. Rồi đến lúc mà khi gặp Teru là lúc đó công việc của Nhân công là việc gì? Của con là lúc đó con biết làm tóc, con đang học cho bên lĩnh vực là học tóc. Rồi hai người gặp nhau bao lâu thì bắt đầu tìm hiểu, chính thức tìm hiểu nhau? Dạ, tụi con gặp nhau khoảng vài tháng thì xong rồi anh mới nói với con là cho anh về nhà chơi thử. Thì về nhà ở Nha Trang á, thì con cũng dẫn về nhà Nha Trang chơi thử. Thì lúc đó là hai người chỉ là mối quan hệ là có thương nhau
Nhưng mà để mà cưới nhau hay là để mà yêu nhau đậm sâu thì lúc đó chưa có. Thì con cũng dẫn về Nha Trang chơi, thì anh mới thấy gia đình con á, thì ảnh mới thấy con phải nuôi mẹ với chị với hai cháu nữa. Lúc đó là con đang nợ ngân hàng, là con nhờ một người chị đứng ra vay tiền để mà xây cho mẹ con căn nhà. Thì xong rồi ảnh mới nói là bây giờ Nhân bỏ cái ba lô này xuống đi để anh Tài Lư giúp cho. Anh Tài Lư lúc đó là cho con luôn là 500 triệu, khoảng 400-500 triệu, con không nhớ cái lúc đó bao nhiêu, là cho luôn, là lúc đó là không có nghĩ đến màn đến cưới gì hết. Cái điều gì mà khiến Tài Lư lại thương và coi như là cho hẳn cái số tiền ấy với gia đình của Nhân? Có thể của tôi tôi ký gì thế luôn, yêu vợ yêu vợ yêu vợ yêu vợ à, lúc đó là Tài Lư yêu vợ, yêu vợ rồi. Gia đình của vợ là gia đình của Tài Lư, gia đình của Tài Lư rồi. Dạ. Lúc mà mới gặp con thì ảnh cũng chỉ có thích một xíu thôi, nhưng mà là nhắn tin với nhau xong rồi cái gặp nhau nhiều cái từ từ mới thích lên. Dạ. Và mới thương con. Đó là sau cái vụ 500 triệu đó là chắc là con ngã gục luôn đúng không? Thấy tốt bụng quá. Lúc đó là con nghĩ trong đầu thế này nè. Con nghĩ là người này á là mình phải lấy làm chồng. Cái người này á là con phải mang cái ơn của người ta. Con phải trả sao cho hết cái ơn đó. Mày gia đình mình cũng khó khăn nữa, mà người ta cái người mà người con quen người nào đó thì con luôn có cái ý định nghĩ trong đầu là người ta phải tôn trọng gia đình con. Mặc dù là gia đình con không có bằng ai, nhìn vô không ai cho mà bắt rễ, hay là không cho ai mà quen một cái gia đình mà mẹ thì khờ, chị thì khờ, lại bị dụ có hai đứa con nữa, nhà cửa cũng không có, ăn uống cũng không có luôn, mà chỉ có một mình con nuôi thôi. Thường con cũng hay nghĩ cái tích cực nhiều hơn. Con nghĩ là chị với mẹ, thay vì mình nghĩ cái đó là cái nặng gánh cho cuộc đời mình, thì mình nghĩ cái đó là ông trời đã lấy những cái điều tốt đẹp của chị mình đặt qua cho mình rồi. Đúng mình rồi. Phải thấy sống thay cái phần của chị đúng mình. Đúng rồi, coi như gánh giùm cho con. Dạ. Đúng vậy. Dạ. Hai người yêu nhau được mấy năm thì... Hai vợ chồng con yêu nhau được năm mấy đến 2 năm là hai vợ chồng con cưới tới kết hôn. Rồi con qua Nhật luôn với chồng. Anh về kết hôn với con, đám cưới xong là vài ngày sau là con qua Nhật với anh luôn. Qua Nhật là mấy năm rồi? Hai người sống ở Nhật mấy năm? Sống với nhau gần 7 năm rồi cô. Ủa vậy hả? 7 năm là con sống ở Nhật mấy năm? Con sống nếu mà từ lúc mà dịch á thì là con sống, nếu mà ở Nhật thì con sống là 3 năm. 3 năm là ở đặt chân ở Nhật hoài luôn á. Rồi sau hết dịch á được bay đi bay về thì con cứ đi đi về về thôi. Dạ. Nhưng mà thời gian đầu tiên lúc mà con mới qua Nhật á là lúc đó cuộc sống con sao? Con có bị stress rồi có bị khủng hoảng về tinh thần không? Thời gian đầu tiên á, hai vợ chồng con vừa mới đặt chân đến nước Nhật, thì lần này là mình đi là mình mang tư thế là mình sẽ làm vợ người ta. Mình sẽ ở lại. Thì lúc mà qua thì cũng chưa có việc làm, tháng đầu tiên là cũng chưa có việc làm, mà kiểu con là đi làm từ nhỏ đến lớn kiếm được đồng tiền nó quen rồi. Mặc dù là ở nhà thì chồng cũng lo cho tiền ăn thì uống đầy đủ rồi, cũng lo cho gia đình, nhưng mà cái lúc đó mình ở nhà mình buồn, nó cứ ở trong cái vách tường mà mình cũng không biết nói tiếng Nhật, cái con bị stress, cứ nhìn thấy anh Tài Lư là con ghét. Ảnh chào con kêu im đi, đừng có nói nữa. Nghĩa là anh ăn hay là anh làm cái con cũng thấy khó chịu, con người con nó bực dọc. Tài Lư cái lúc mà bị vợ phản ứng như vậy á, bị vợ thì Tài Lư có buồn không? Tài Lư bị mắng bỏ. Bị vợ mắng. Bị vợ mắng. Thấp tổ một chút. Phiền phức. Một chút thấy phiền phức. Nhớ là anh ngủ. Khi ngủ. Không biết là ngủ quá phiền. Ảnh nói là lúc mà con mắng anh á, anh thấy rất là phiền phức một chút phiền phức, nhưng mà khi con ngủ á, anh nhìn vô khuôn mặt con cái anh quên hết cái điều đó luôn. Nhưng mà bao lâu thì con hết cái trạng thái đó? Trạng thái đó lúc mà con xin được việc làm. Trời, có lúc mà đi làm á, chồng chỉ cho phép là con làm như đó thôi, làm một ngày là 6 tiếng thôi. Không, con làm mới tối mới về luôn. Chồng về con chưa về nữa. Có cái đồng tiền đầu tiên lúc con thu nhập, cảm giác con sao? Hạnh phúc. Hạnh phúc là khi là không mà còn stress nữa. Không stress nó vui quá. Cái lúc mà con đi làm vậy, con cảm giác cơ thể con nó được khỏe ra. Đúng rồi. Xong rồi con làm trong vòng 2 năm, con không có dùng cái đồng tiền đó luôn. Con để cái số tiền nó vào cái sổ ngân hàng. Thì anh Tài Lư á là lúc mà anh cưới con á là anh có cho con một số vốn. Thì anh nói con là cái số vốn này á là anh tin tưởng con, anh cho cho con, thì con muốn làm cái gì đó thì làm. Thì lúc đó con đầu tư đất. Ở Việt Nam thì lúc đó là chúng. Xong rồi con lấy cái tiền của con á là con sẽ cho gia đình. Còn cái tiền mà con làm được á, con để trong tài khoản đó, cứ để im đó. Xong rồi đến 2 năm sau anh nói với con là anh sẽ muốn mua một chiếc xe hơi. Thì con mới nói là anh mua đi. Xong rồi á, con sẽ có một món quà tặng cho anh. Thì anh mới nói là không cần cái gì hết, cứ để cho anh mua đó. Con nói không. Thế là con ngày mà anh mà đi bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu là đi cọc, là anh không có biết là đi chồng tiền xe, là con móc hết trong đó ra luôn là 300 man. Là bao nhiêu? Là nhiêu Việt Nam? 600 triệu. Là con tặng cho anh. Đánh tay hết luôn. Là con cho anh. Tài Lư sao? Tài Lư như thế nào? Tài Lư nghĩ như thế nào? You happy? Very happy. Chắc lẽ là
anh nghĩ đó là cái giai đoạn mà Nhân bị stress, đó là cái giai đoạn khó khăn nhất trong cái quá trình hôn nhân của em. Dạ, hay là gì? Còn cái giai đoạn nào khó khăn đâu? Dạ, con nghĩ đâu là anh lúc đó là sẽ không chịu đựng con nổi. Ừ. Vì con cưới chồng lúc tận mới 23 tuổi, ở một cái tuổi quá còn nhỏ. Ừ. Không biết gì hết, nhưng mà con được cái là con rất là thích nấu ăn. Ừ. Con bù đắp nấu ăn cho anh Trà Rư là hai ngôn ngữ không hiểu nhau, cái văn hóa không hiểu nhau. Có một lần con với anh làm cũng lớn chuyện lắm. Cái này là do con, giờ con tự con bọc, con tự con tiết lộ ra luôn. Đó chính là ngày hôm đó là chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ừ. Là con mới về con làm dữ làm dằn lên. Mà đêm hôm đó là hình như là lúc đó anh đã làm về khuya quá. Ừ. Con mới la ảnh, con nói là làm lúc nào cũng về khuya như vậy, bỏ vợ một mình như vậy là không có được. Thế là con làm dữ làm dằn, con lấy xe đạp con chạy đi. Ừ. Rồi lúc đó là khoảng 2-3 giờ sáng, ở nhà đã la nhau một chặng là không bỏ đi. Cái lần đó là lần đầu tiên anh đi tìm con. Ừ. Anh đi tìm con, thế là con tắt điện thoại, con tắt hết tất cả. Anh đi tìm không ra, mà 6 giờ sáng là anh phải đi làm lại. Anh đi tìm con không ra, cái tầm 5 giờ sáng con đi về. Là lần đầu tiên con thấy chồng con tức đến độ mà anh đập đầu nước miếng, anh phèo ra luôn. Anh làm gì á, là lúc đó là ức chế nhiều lắm rồi. Ừ. Lúc đó con như thế nào? Con ôm chồng sai con lại. Ừ. Cái con khóc, con nói vợ xin lỗi. Vợ sai rồi. Vợ xin lỗi, từ đâu bình tĩnh. Anh đang còn run nhiều lắm, nước miếng chảy ra như thế này. Xong anh nói là xin lỗi, anh cứ nói là xin lỗi, tao xin lỗi mày, tao lăn nỉ mày. Tao xin lỗi mày, chỉ có vậy thôi á. Thì cái con mới nói là con sai. Từ đó cái con mới nghiệm ra một điều á, là cái người này họ quá nuông chiều mình. Vì cái quá nuông chiều này mà mình phải cần sửa đổi rất là nhiều để mà mình là một người vợ đúng nghĩa một chữ, là người vợ của người trưởng thành. Lúc đó con trẻ con lắm, từ lúc mà anh bị như vậy á, con mới nhận ra là con phải sửa. Con suy ngẫm nhiều cái lắm, con giác tay lên con nghĩ như vậy, cái con sửa từ từ. Đó là khi mà anh nóng tính á, anh chồng con là anh nóng tính, ảnh sẽ không có đánh con, mà ảnh sẽ đập vô cái tự làm đau mình, tự ảnh làm đau ảnh tê rơ ô cô tê rơ tô kiệt. Thì cái đó là con lại thấy xót ruột. Con là không có chịu như vậy, nhưng mà mỗi lần mà nóng lên á thì con sẽ là người không nói chuyện trước. Lúc đó là con kìm được cái tính con lại rồi, con cảm thấy là mình làm vợ mình nhịn không có chết, nhịn chồng không sao. Cái xong đó con kìm lại, con kìm từ từ để con thành công. Đến bây giờ đã thành công, mà khi mà ảnh nóng lên á thì ảnh chỉ đấm cho cái tường, con nói là không được làm như vậy. Thầy Rưu đau một nhưng vợ đau đến 10, đến 100 lần. Thầy Rưu cũng không được làm vậy. Thế là hai vợ chồng con có bất kể một cái gì cũng về nói với nhau, chưa bao giờ mà lớn tiếng với nhau ở ngoài. Em bé của con á, là nay là được 4 tháng. Dạ. Mà cái lúc mà con có tin là con có em bé đó, lúc đó là cái trong người con như thế nào, rồi Tà Rưu làm sao? Con không tin. Tin? Không tin. Chắc có lẽ là cái thứ mà con tìm hỏi không bao giờ quên, đó chính là biết mình đã có con. Đúng không? Đó, cái cảm giác là... cái cảm giác mà một người phụ nữ mà không có con á, không thể có con á, nó bất lực lắm. Mà mình biết rằng mình đã có thể được có con á, nó hạnh phúc mà như là sao ta, như cuộc đời con, đó là có cái chữ, có đó là cái chữ trọn vẹn nó đã cùng dành đến cuộc đời con rồi đó. Tại vì trước đó là con đã có 2 lần mà cũng xảy, nhưng mà con cầm cái que lên con vừa hạnh phúc mà vừa rung. Rung rằng á, liệu nó cũng sẽ xảy như lần đầu hay không. Con không có chứng, chứng về âm. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà con phải đi làm mọi thứ á, thì Tà Rư là luôn luôn đồng hành cùng với con. Con là gọi như là may mắn nữa. Cái hành trình đi kiếm con của con á, là anh bỏ việc kỹ sư 20 mấy năm của anh. Mức lương của anh lúc đó ở hiện tại rất là cao, và anh đang làm sếp. Anh nghỉ luôn. Lúc mà ngày mà anh nghỉ mà con cảm giác, có nghĩa là hai vợ chồng rất là đàm phán, rất là dữ dằn, căng thẳng lắm, nội bộ cũng lục đục. Đưa ra 2 quyết định là: một là anh Tà Rư sẽ phải đi làm, con về một mình; hai là anh Tà Rư sẽ đồng hành cùng con. Con đau lòng nhất là ngày mà cuối cùng anh đi gặp bạn bè, anh đem bộ đồ kỹ sư về, xong anh nhậu cho thật say. Cái anh nói với con hết. Anh nói á, 20 mấy năm anh yêu cái nghề kỹ sư lắm, anh học, anh cố gắng, anh phấn đấu để làm sao để vô được cái nghề kỹ sư. Anh nói á, anh thức đêm thức hôm để anh học. Anh học nhiều lúc mà anh nhìn cái con robot mà anh tưởng tượng nói chuyện với anh được luôn á. Có nghĩa là anh làm kỹ sư robot mà. Anh yêu cái nghề kỹ sư lắm. Buồn đến mức độ mà anh cầm cái đồ nghề đó, anh nói là ngày hôm nay là ngày kết thúc, anh không có còn dùng tới nước nữa. Con bất lực á. Con biết sao, con nói nếu mà anh đi theo mình mà kiếm con không được thì có phải là quá uổng không? Thì con mới nói thôi hay là bây giờ quay lại đi. Anh nói không, anh đã quyết định mà.
Nhưng mà bây giờ là chồng con đã trở lại cái nghề của mình chưa? Anh á, hiện tại á, là cái đợt này á, là về á, đáng lẽ là anh sẽ vô công ty làm lại. Nhưng mà anh nói nghe con á, là bé á, hai mẹ con á, là con làm với người quay á, thì rất là bận. Thì anh mới nói bây giờ anh sẽ nhận công việc, có nghĩa là anh làm khoán đó cô. Có nghĩa là anh có nghề thì anh sẽ dạy được, ví dụ như đợt này anh chuẩn bị anh gần về lại là anh sẽ đi làm cùng anh trai, ví dụ như ai nhận ở đâu thì anh làm bắt thêm á cô. Gọi là bắt thêm, nhận làm tới đâu thì anh sẽ làm tới đó. Anh tại vì anh có cái nghề. Nói chung là lau nước mắt được rồi không? Rất là phải nói là rất là may mắn, cảm ơn Tài Lương. Trời, anh nghe mà anh còn xúc động nữa. Rồi thì vậy là ông đâu có cái tánh gì xấu đâu hả? Dạ chồng con á hả? Đó, tới cái phần kia đó, đó có điểm gì mà con còn chưa ưng không? Con không có muốn chồng con là đánh tay vô cái tường, hoặc là ví dụ như là tự làm tổn thương mình đó, đánh tới rồi, hoặc là tự chịu đựng mình. Có nghĩa là nóng lên thì vẫn không có đánh cho tường, nhưng vẫn lên đâu đâu từ rưng mỗi lần từ rưng angry nóng 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 em đi từ rưng làm sao không không là từ rưng to chọn cái sâu đáng yêu quá chị Vân. Với lại phần nữa là ảnh hay có cái tính là ảnh sẽ chịu, có nghĩa là chịu đựng một mình, chịu đựng một mình, ví dụ như có cái nỗi buồn hay này kia thì ngày xưa ảnh không có tâm sự, nhưng mà lờ con cởi mở nhiều hơn. Ảnh nói với con, ảnh nói chứ nhiều khi tao nói với mày tao cũng thấy chán, tại vì mày cũng không biết tiếng Nhật nhiều. Rồi bây giờ tới Tài Rư. Anh nói con á là khi con làm việc á, con tập trung con làm quá, khi anh nói á, con không có nghe. Tức là điếc tạm thời, đừng có điếc tạm thời. Ok. Toki-toki là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Tại đừng nói tiếng Việt. Đi siêu thị. Đi siêu thị. Ở Nhật Bản. Bò nói là. Hello. Là gì? Anh nói là thỉnh thoảng đi siêu thị ở Nhật Bản, lúc nào vợ cũng kêu Tài Rư. Nó lớn rồi phải không? Nó kêu tên Tài Rư to như vậy là phải sửa đây. Tài Rư, Tài Rư. Tức là nó nói nhẹ nhàng là dịu dàng lại đúng không? Xe á, cái khoảng cách hai chồng nhau đi kiếm nhau á, con mới kêu cái Tài Rư. Đừng có nói to, đừng nói to. Bên Nhật á, người ta cứ nhẹ nhàng say đắm vậy đó. Nó nói do you want give your wife present, you know, now. And you and you talk with your wife now. Mày ấy. Trước khi. Hello. Cho giúp vợ. Chờ giúp vợ trước khi Tài Rư chờ giúp vợ. Nhưng bây giờ. Bây giờ. Vợ. Cho giúp Tài Rư. Hello. Yêu vợ. Yêu vợ, tôi rất yêu vợ. Trời ơi, chưa. Tài Rư, vợ nói vợ yêu Tài Rư đi. Vợ yêu Tài Rư nhiều nhỉ. Thôi, một cái kết rất là đẹp nha. Cảm ơn Tài Rư. Cái này là lần đầu tiên anh Tài Rư nói vậy đó, nói vậy tỏ ra tỏ lộ vậy đó. Tội nghiệp. Con cảm ơn cô Hồ Vân. Chúc quý thần. Chúc cho Tài Rư ha, công việc có nghĩa là sẽ quay trở lại với công việc yêu thích. Dạ. Anh chúc cho sắp tới hai vợ chồng sẽ có thêm một đứa con trai. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Dạ. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy dạ. Hả? Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn. Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Đó. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì? Đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa đó, chị khán giả chưa ai biết cả. Bây giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào? Đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao? Kể chi tiết cận kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào?
À, lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là đã anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà lúc chứ đó còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài ổng có đẹp trai không? Ổng ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối giờ chỉ gom lại còn có muối sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào, cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em á là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi mà làm sao để tao quen ổng lại. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Là phái liền. Là sấm em á, xét á. Em đúng chứ rồi á. Em là bị sấm sét ái tình anh này rồi. Còn Hoàng Anh thì sao? Sao Hoàng Anh? Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Lo nhìn là cô mà đẩy xe đúng không? Đúng mình rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng rồi nhìn là dễ thương rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào rồi mình cũng cười. Mình lịch sự mà. Xong hết cái giải đó thì bắt đầu là khi mà về á thì mẹ của bà xã em á thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó mẹ của Lý là quá gian xe của là em á. Em biết là cái đoàn Cần Thơ á là người ta về là người ta sẽ đi ngang cái lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Nó gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết là chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên không. Đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi. Là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Đó hay chưa? Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em chỉ gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại đi, thì có một tấm hình thì ô mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Mà dạ, tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Khoa Hoàng Anh, cho anh hỏi, mà cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, hay ngồi đâu? Xe lăn. Ngồi lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á, em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á, năm 2004 đầu năm 2005 thì phải, thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là dữ nhiều tiền lắm.
nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái là em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á, thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của trong điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện thoại đúng không? Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Cô ơi hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó là sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được, nên là mấy có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian đốt đúng không? Nhiều thời gian với lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì cái thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp đi xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. Thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ là khổ, vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì đồ các thứ thuyết phục đó. Tấn công vô bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô đốc vô rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là ta gọi là hỏi xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh. Lúc đó mà là xe mắt thôi. Thì qua xe mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ, lúc đó mẹ mới vô nhà xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt mình không hiểu sao.
Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó rồi là là đám ra mắt đó rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ về, có một tuần sau là đám hỏi. Là về mẹ chịu luôn. Dạ. Mà em sẽ em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc? Mẹ mẹ bà chịu là mừng muốn chết rồi hỏi chi nữa. Tức là em không em biết hơi lại. Mẹ có tâm sự với em. Là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, quen người ta, thương người ta rồi ở thời gian rồi chịu không nổi, rồi lại bỏ, rồi bất công là Kim Lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghĩ thương con, nhưng mà gặp cô gái này là mẹ rồi. thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ. Nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn rồi hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Trời, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như mình. Thì mình nghĩ mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó. Thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó của nó, em nói nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái thôi. Trời cha ơi. Hung con vậy đó. Trời. Cái chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi, mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì rủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không, đi đâu, đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào, Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không, chở qua nhà bạn. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ. Nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã, ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, mình sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao, vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó, khi người ta gặp em người ta chắc cũng bỡ ngỡ, anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ, mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó, rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng, chở vô chỗ rồi xăng, xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi trời, em nói cái ông này chắc không xong rồi quá. Trời Lý, anh tưởng cái cảnh đó, Lý thấy phải trượt hàng. Anh nghĩ sao vậy trời ơi, em nói em rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu, cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha. Đổ xăng xăng rồi. Em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Ê, xong đi ra đường em càng vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi thì tuột lên nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi lên nè. Mà gặp mình yếu ớt nữa. Mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Ai xong ha. Xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó. Xong càm vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết chứ. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghỉ quen đi anh.
Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ơi, nhỏ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Giật lên giật xuống. Trời ơi, làm biến, trời, trời, làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có, về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Ghê. Đã đúng không?